Trong video hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về các liên đoàn bóng đá trên thế giới nhé, đứng đầu danh sách dĩ nhiên là FIFA Liên đoàn bóng đá thế giới. FIFA là tổ chức điều hành và quản lý các hoạt động bóng đá trên thế giới. FIFA được thành lập ngày 21 tháng 5 năm 1904 và nay đặt trụ sở tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ. Tính đến nay, FIFA có 209 thành viên và trở thành tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới. Chủ tịch đương nhiệm là ông Gianni Infantino người Thụy Sĩ gốc Ý, được bầu vào ngày 26 tháng 2 năm 2016 trong phiên họp bất thường của Đại hội FIFA. Dưới FIFA có 6 liên đoàn bóng đá châu lục trực thuộc gồm: 1. Liên đoàn bóng đá châu Á, Asian Football Confederation, viết tắt AFC. Gồm 46 thành viên ở châu Á ngoại trừ Syria và Israel nhưng lại bao gồm cả Australia. Các nước một phần nằm ở châu Âu. Một phần ở châu Á như Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Kazakhstan, Armenia và Georgia thì lại thuộc UEFA. AFC được thành lập ở Manila. Philippines năm 1954. Trụ sở chính của AFC được đặt ở Bukit Jali, Kuala Lumpur, Malaysia. Giải đấu chính là AFC ASEAN Cup 2. Liên đoàn bóng đá châu Âu, Union of European Football Association, viết tắt là UEFA, gồm có 54 thành viên và 2 thành viên không thuộc FIFA. Được thành lập ngày 15 tháng 6 năm 1954 tại Basel, Thụy Sĩ. Giải đấu chính là UEFA Euro 3. Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương, Oceania Football Confederation, viết tắt, OFC, gồm 11 thành viên và 5 thành viên không thuộc FIFA, được thành lập ngày 15 tháng 11, 1966. Giải đấu chính là OFC Nation Cup, 4, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, viết tắt, CONMEBOL, gồm 10 thành viên, được thành lập ngày 9 tháng 7 năm 1916. Giải đấu chính, Copa America, 5, Liên đoàn bóng đá Châu Phi, Confederation Africa de Football, viết tắt CAF, gồm 54 thành viên và 2 thành viên không thuộc FIFA, được thành lập vào năm 1957 là đại diện cho các quốc gia Châu Phi. Giải đấu chính là Cúp David D. 6. Liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribe, viết tắt CONCACAF, gồm 40 thành viên và một thành viên không thuộc FIFA, đại diện cho các quốc gia Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe, được thành lập năm 1961. Giải đấu chính, CONCACAF Gold Cup. Ngoài ra còn có hai liên đoàn bóng đá không thuộc FIFA và các liên đoàn nhỏ trực thuộc các liên đoàn khu vực. Chúng ta sẽ nói về các liên đoàn trực thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á AFC nhé. Gồm có 5 liên đoàn trực thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, 1. AFF West Asian Football Federation, gồm 12 thành viên, được thành lập vào năm 2000, đại diện cho các quốc gia thuộc khu vực Tây Á, giải đấu chính là Championship, AFF Championship 2. EAFF, East Asian Football Federation, gồm 9 thành viên chính thức và một thành viên tạm thời. Được thành lập vào năm 2002 đại diện cho các quốc gia thuộc khu vực Đông Á, giải đấu chính là EAFF East Asian Cup 3. SAFF, south Thờ Asian Football Federation, gồm 7 thành viên, được thành lập vào năm 1997, đại diện cho các quốc gia thuộc khu vực Nam Á, giải đấu chính là SAFF Championship 4. CAFA, Central ASEAN Football Association, gồm 6 thành viên, được thành lập vào năm 2015, đại diện cho các quốc gia thuộc khu vực Trung Á. 5. AFF, ASEAN Football Federation, gồm 12 thành viên, được thành lập vào năm 1984, đại diện cho các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, giải đấu chính là AFF Cup các bạn xem video thấy hữu ích thì giúp mình một like subscribe và share với nha xin cảm ơn nhiều